Kính thưa quý khán giả, bên cạnh các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động, thì hàng năm, Liên đoàn Lao động thành phố và các cấp công đoàn luôn dành sự quan tâm, thăm hỏi, động viên sâu sắc đối với các chiến sĩ biên phòng đang làm nhiệm vụ giữ gìn từng tấc đất quê hương. Với tinh thần đó, vừa qua Công đoàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức đoàn công tác đến thăm và giao lưu với cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh, gửi đến các chiến sĩ biên phòng tình cảm và sự tri ân sâu sắc của người dân thành phố mang tên Bác. Và sau đây, xin mời quý khán giả cùng theo dõi những hình ảnh ấy trong chuyên mục Chuyện chưa kể ngay sau đây nhé. Vượt chặng đường xa để đến với nơi làm việc của các chiến sĩ đồn biên phòng Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, đoàn cán bộ Công đoàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh càng hiểu hơn sự vất vả, khó khăn của những người chiến sĩ đang làm việc ngày đêm để bảo vệ lãnh thổ đất nước. Trong chuyến thăm hỏi thân tình ấm áp, đoàn cán bộ đã gửi những lời động viên, đồng thời chúc các cán bộ chiến sĩ có thật nhiều sức khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống, phẩm chất của người chiến sĩ cách mạng, thực hiện tốt công tác rèn luyện, công tác tuần tra, công tác dân vận, sẵn sàng trước mọi tình huống nhằm bảo vệ mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc. Chuyến về nguồn thăm các chiến sĩ đồn biên phòng Cần Thạnh, Cần Giờ này là một trong những cái hoạt động rất có ý nghĩa đó. Thì phải nói là thông qua cái chương trình này đó thì sẽ giúp cho người học cũng như là viên chức người lao động Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tìm hiểu được cái vai trò cũng như là lịch sử hào hùng của bộ đội biên phòng, rồi từ đó khơi dậy cái tinh thần yêu nước cũng như là tinh thần bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ chủ quyền của quốc gia Việt Nam. Dịp này, các cán bộ Công đoàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã được lắng nghe những chia sẻ từ Trung tá Phan Huấn, Bí thư chi bộ, chính trị viên đồn biên phòng Cần Thạnh về chuyên đề một số tình hình biển đảo và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia trong tình hình hiện nay, giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm và trình độ cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động, nhất là về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia. Đến với đồn biên phòng Cần Thạnh lần này thì tôi hiểu hơn về cái sự khó khăn vất vả của cán bộ chiến sĩ trong cái việc bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới của Tổ quốc. Từ đó thì tôi cũng thấy là cái trách nhiệm của mình trong cái việc giáo dục về truyền thống, đặc biệt là về truyền thống của quân đội, truyền thống của bộ đội biên phòng trong cái việc bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới để đất nước chúng ta luôn bình yên, ổn định và phát triển. Tôi cũng sẽ truyền lửa đến với các thế hệ sinh viên để các em hiểu, sẽ động viên chia sẻ đối với cán bộ chiến sĩ trong quân đội nói chung và lực lượng biên phòng nói riêng để các anh vững tay súng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo biên giới quốc gia của Tổ quốc. Qua cái thực tế này thì chúng tôi cũng cho rằng là cái việc mà giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về cái lòng yêu nước và tham gia vào trong các cái hoạt động sản xuất, ý thức nâng cao được cái việc mà thực hiện tốt những cái vai trò, vị trí, cái chức năng của mình. Với tinh thần chia sẻ yêu thương với anh bộ đội Cụ Hồ, đồng thời lan tỏa tình yêu quê hương đất nước, Công đoàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng đồn biên phòng Cần Thạnh công trình vườn tăng gia sản xuất chăn nuôi, góp phần hỗ trợ sửa chữa lại khu vực trồng trọt và chăn nuôi tại đơn vị, giúp các cán bộ chiến sĩ vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Bên cạnh đó, đoàn công tác cũng được tham quan nơi ở và làm việc của các chiến sĩ bộ đội biên phòng Cần Thạnh để hiểu rõ hơn cuộc sống mà người lính biên phòng phải trải qua. Qua đó, thêm biết ơn công sức của người lính nơi biên thùy. Thay mặt cán bộ chiến sĩ của đồn biên phòng Cần Thạnh, xin cảm ơn chân thành nhất đối với cán bộ công nhân viên của Công đoàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã quan tâm tạo điều kiện và dành một chút kinh phí để cho đơn vị xây dựng cái khu tăng gia sản xuất và cái khu chăn nuôi được khang trang, sạch đẹp và phục vụ cho cán bộ chiến sĩ có cái điều kiện để trồng rau xanh cũng như chăn nuôi, làm tăng thêm suất ăn cho bộ đội
cải thiện đời sống vật chất cũng như tinh thần cho cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Cần Thạnh. Chuyến thăm hỏi tuy giản đơn nhưng tràn đầy tình cảm của Công đoàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh dường như đã phần nào tiếp thêm động lực cho các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Cần Thạnh. Đồng thời qua chuyến đi, các cấp công đoàn hãy tiếp tục tuyên truyền đến cán bộ, công nhân viên chức lao động về truyền thống anh hùng, vai trò, vị trí, nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng thành phố, cũng như phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, các vấn đề liên quan đến chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia.